Xéo Quýt là điểm du lịch về nguồn nổi tiếng với những giá trị văn hóa, lịch sử cùng vẻ đẹp hoang sơ, không gian thanh bình, yên tĩnh của vùng Đồng Tháp 10. Xéo Quýt nằm trên địa phận huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp, trải dài trên địa bàn hai xã Mỹ Long và Mỹ Hiệp, có diện tích khoảng 50 hectare, phần lớn là rừng tràm nguyên sinh và các thảm thực vật rừng đậm chất hoang sơ chưa từng được con người khai phá nhiều. Nhờ vậy, màu sắc tự nhiên được giữ vững là nơi hội tụ của nhiều loài động vật và thực vật đẹp, lạ. Đến với Xéo Quýt là theo dòng tìm về lịch sử đấu tranh anh hùng của quân và dân Đồng Tháp, khi đây là khu căn cứ cách mạng ngầm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Phải có một cái đường nước, rãnh nước như này đào sâu xuống khoảng 1 mét để vừa một người lặn vô. Và hầm này có chức năng là cất giấu tài liệu và trú ẩn. Những bậc cao niên chia sẻ, nơi đây khi xưa cỏ dại hoang vu, kênh rạch chằng chịt, lao sậy mịt mùng. Chính vì địa thế hiểm trở, khó khăn nên từ năm 1960 đến năm 1975, tỉnh ủy Kiến Phong, nay là Đồng Tháp, đã chọn làm căn cứ chiến lược để lãnh đạo nhân dân kháng chiến với những dấu ấn lịch sử quan trọng. Ngày 9 tháng 4 năm 1962, Xéo Quýt đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Điều đặc biệt là khu căn cứ này không có bê tông, không có tường vôi gạch đá, mà hầu hết các công trình đều được phục chế bằng gỗ tre, tràm, đưng, lá dừa nước, rất tài tình. Thật khó để có thể hình dung được bằng cách nào để xây dựng nên một khu căn cứ giữa nơi đồng hoa ngập nước, nếu không nhờ vào tài trí thao lược, kiên trì dũng cảm, sự chịu đựng gian khổ của quân dân ta. Đất Việt được hưởng những cái thành quả cách mạng mà cha ông ta để lại. Hôm nay thì tôi được cùng với đoàn của cơ quan đi thăm khu di tích sở chỉ huy của tỉnh ủy Đồng Tháp, thì được chứng kiến những cái dấu tích của cha ông để lại. Tôi rất là đỗi tự hào với thế hệ trẻ như chúng ta hôm nay, thì tôi nguyện là sẽ tiếp tục học tập, công tác thật tốt để không phụ lòng những cái thế hệ cha anh đi trước, góp sức xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Bên cạnh đó, Xéo Quýt có hệ thống sinh thái phong phú và đa dạng với nhiều loài thực vật và động vật hoang dã. Xéo Quýt có 170 loài thực vật và 200 loài động vật. Rừng tràm là đặc trưng, cùng với 13 loài động vật quý hiếm. Không gian xanh mát, thắng cảnh hữu tình, với những ý nghĩa lịch sử to lớn, Xéo Quýt là địa chỉ đỏ về nguồn, được nhiều du khách gần xa tìm đến trong hành trình khám phá dãy đất phương Nam.